Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lắp đinh trông lên biên giới với Việt Nam. Những hình ảnh video được lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc hôm 18 tháng 2 cho thấy Trung Quốc đang cho gắn bẫy trông linh trên biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam. Theo trang web của tỉnh Vân Nam, giới chức huyện Mã Quan đang tham gia các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Đây là huyện có cửa khẩu biên giới với các tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Theo trang tin, giới chức tỉnh này đã huy động quân đội, đảng viên và người dân tham gia tuần tra 24/24 giờ trong ngày, củng cố tuyến biên giới để ngăn ngừa nhập cư lậu trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Đây là hình ảnh bẫy trông đinh trên biên giới Trung Quốc-Việt Nam do Trung Quốc lắp đặt. Với chính sách không COVID, Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng kiểm soát biên giới với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, nước này thời gian qua đã cho xây dựng các hàng rào thép gai và lắp camera cảm biến để xua đuổi người dân Việt Nam tiến lại gần biên giới hai nước. Hôm 6 tháng 11 năm 2021, YouTube Nguyễn Hoàng Nam, chuyên về du lịch và khám phá, đăng tải trên kênh của mình đoạn video về hệ thống hàng rào biên giới do Trung Quốc xây dựng dọc biên giới khu vực mốc 439 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Vào hồi giữa tháng 9 năm 2021, một đoạn video cũng xuất hiện trên mạng Internet quay lại cảnh người dân Việt Nam và biên phòng Trung Quốc đối đầu đoạn hàng rào tại cột mốc biên giới số 57 ở tỉnh Lai Châu. Phía Việt Nam thì cáo buộc đối phương nối điện cao thế vào hàng rào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân sinh sống gần đó. Trước đó khoảng một tháng cũng xuất hiện một video quay lại cảnh một toán binh lính biên phòng Việt Nam ngăn chặn quá trình xây dựng hàng rào của phía Trung Quốc với lý do là xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Năm ngoái, dọc theo biên giới của Trung Quốc với Việt Nam, một hàng rào cao 12 feet, tức là tương đương khoảng 3,6 mét, đột ngột được xây dựng rất nhanh. Cũng bài báo này cho biết, tại tỉnh Quảng Ninh, nơi có dân tộc Dao sinh sống giáp với tỉnh biên giới Trung Quốc, một hàng rào thép gai sắc nhọn và chắc chắn đan xen với dây thép gai cuộn được Trung Quốc dựng lên chạy suốt trên các đỉnh đồi dọc theo biên giới với Việt Nam. Đây là hình ảnh hàng rào thép gai sắc nhọn đan xen với dây thép gai cuộn được phía Trung Quốc dựng lên dọc theo biên giới Việt Nam. Hàng rào thép gai này cũng được trang bị camera theo dõi cùng thiết bị chiếu sáng và có vẻ như nó vẫn đang được phía Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm. Từ khi có hàng rào ngăn biên giới này, người Việt Nam không còn mạo hiểm sang chặt cây nữa. Bài báo phỏng vấn một người dân Việt Nam sống gần khu vực này cho biết như vậy. Nó cũng ngăn cản người dân bản địa Việt Nam sang các vùng đất giáp danh thuộc Trung Quốc để thu hoạch ngô hoặc bán dược liệu. Hàng rào này được ví như nhà tù, theo lời của một người dân Việt sống tại Lào Cai. Tại cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 12 về tình hình ùn tắc xe hàng của phía Việt Nam xảy ra ở cửa khẩu Trung Quốc, tham tán thương mại Hồ Tòa Cẩm của Trung Quốc cũng nói về chuyện Việt Nam cần đẩy nhanh đàm phán nghị định thư hiện đã bị đình trệ về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tức là hàm ý các mặt hàng tiểu ngạch bị đình trệ một phần do phía Việt Nam. Thông tin về hàng rào biên giới Việt Nam-Trung Quốc từ Bộ Công Thương Việt Nam được đài báo nước này bình luận là bất ngờ. Trước đó, trên đài BBC tiếng Việt cũng đã đưa tin về tình trạng ùn tắc hàng hóa Việt Nam ở cửa khẩu với Trung Quốc. Tới ngày 26 tháng 12 năm 2021, tình trạng hàng hóa Việt Nam mắc kẹt ở biên giới Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng, với hơn 5.000 container tắc ở biên giới, dù Việt Nam đã có 50 cuộc hội đàm với phía Trung Quốc, theo tờ báo Vietnamnet chia sẻ. Tính đến ngày 21 tháng 12, đã có khoảng 6.000 xe vận chuyển, chủ yếu là hàng hóa nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, đang phải nằm chờ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh dòng xe tải chở nông sản nối đuôi nhau dọc theo đường ra cửa khẩu Tân Thanh. Vietnamnet ghi nhận 1 vạn tài xế Việt Nam vật vã ở biên giới trong tháng cuối cùng của năm vì xe hàng của họ bị kiểm tra chặt, khó nhập cảnh vào Trung Quốc. Tình trạng ùn tắc xảy ra trong một tháng lại đây, chủ yếu ở các cửa khẩu hữu nghị Tân Thanh, Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn và một số điểm thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan,
cho biết nguyên nhân chính là do Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid. Theo đó, một số cửa khẩu như Tân Thanh và Hữu Nghị, phía Trung Quốc yêu cầu xe hàng Việt Nam phải có lái xe chuyên trách, tức là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR định kỳ 3 ngày trên lần. Lái xe không được xuống xe khi sang Trung Quốc và phải đi về trong ngày niêm phong cabin xe. Do đó, lượng thông quan hàng hóa chỉ đáp ứng từ 20-25% so với bình thường, theo báo Quân đội Nhân dân đăng tải. Hôm 2 tháng 2, trang hải quan online tường thuật tiếp, Văn phòng Ủy ban Hiệp hội Mậu dịch Kinh tế Đối ngoại thành phố Bằng Tường đã có thông báo về việc bố trí thông quan dịp Tết Nguyên đán tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan và lối mở Pò Trải. Theo đó, nhằm làm tốt công tác bố trí thông quan hàng hóa, phía Trung Quốc cho biết kể từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022 sẽ bố trí tiếp nhận thông quan hàng hóa đã đăng ký trước. Một số tài khoản trên mạng xã hội tiếng Trung và tiếng Việt những ngày gần đây cũng đăng tải đoạn video được cho là quay cảnh binh lính hai bên lãnh thổ Trung Quốc đang ném đá sang bên kia thuộc biên giới Việt Nam. Đây là hình ảnh lính biên phòng Trung Quốc đang ném đá về phía một xe múc đang làm việc ở phía Việt Nam. Video được cho là góc quay từ phía Việt Nam, không nói rõ địa điểm, có thể thấy 8 binh lính Trung Quốc mặc quân phục giống với trang phục chống bạo động, với đội mũ bảo hiểm, đồ che mặt và cả khiên chắn. Những binh lính này đứng bên phần biên giới Trung Quốc liên tục ném đá sang bên bờ bên kia sông, tức là lãnh thổ biên giới của Việt Nam, nơi có hai xe xúc đất đang thi công nhưng không có binh lính nào. Chỗ bờ sông, 8 binh lính Trung Quốc đứng ném đá, cũng có một nhóm công nhân cùng xe cơ giới đang thi công lắp đá bờ kè với hàng rào thép gai kiên cố, vây quanh được gắn camera. Những người này có vẻ không quan tâm đến sự việc đang diễn ra. Ban tiếng Trung của đài BBC tại London sau khi tìm hiểu câu chuyện đã cho biết không thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cũng không thấy các mạng xã hội đề cập. Nhưng có một vài tài khoản mạng xã hội của người Hoa tại hải ngoại đăng lại một đoạn video có vẻ dựa nguồn gốc ban đầu từ trang TikTok. Bản tin ngày 4 tháng 1 của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do nói rằng vụ việc không rõ xảy ra ở đoạn nào ở biên giới. Tuy nhiên, người đăng tải clip là tài xế xe ben chở đất dạo gần đây cho việc thi công các công trình xây dựng trên bờ kè biên giới ở Lào Cai. Trả lời đài BBC tiếng Việt, một nhà nghiên cứu Trung Quốc học, thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội, chuyên theo dõi thông tin trong nước của Trung Quốc cho biết cũng không thấy truyền thông chính thống của nhà nước Trung Quốc đưa tin về sự kiện này. Đây là hình ảnh nhóm công nhân của Trung Quốc đi dọc theo hàng rào để gắn thêm thiết bị chống người Việt Nam xâm nhập. Nếu là xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì chuyện chỉ dừng lại ở đây, bà Lan nói tiếp. Bà Tuyết Lan cho biết thêm, trên mạng thấy một số tài khoản viết tiếng Hoa bình luận về video này. Theo bà, có tài khoản tiếng Hoa nói địa điểm xảy ra xung đột là cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Có tài khoản thì nói 8 người ném đá vào công nhân Việt Nam đang thi công là bộ đội biên phòng của Trung Quốc. Như thế, hiện vẫn chưa rõ vụ việc cụ thể xảy ra ở Lào Cai hay Quảng Ninh. Mới đây nhất, một thành phố ở tỉnh Quảng Tây đã bêu díu 4 người Trung Quốc bị cáo buộc là giúp người nhập cư lậu từ Việt Nam sang nước họ, theo bản tin BBC tiếng Anh hôm 29 tháng 12 năm 2021. Trang tin của nhà nước Guangxi Daily cho biết hành động kỷ luật này nhằm ngăn chặn tội phạm qua biên giới và khích lệ tự tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh. Truyền thông Trung Quốc thì mô tả tình hình dịch COVID ở khắp khu vực biên giới với Việt Nam là nghiêm trọng và phức tạp. Kính mời các bạn xem bản tin Tôi chỉ thấy nước Nga của Putin rệu rã và cố tham vọng. Dự báo chiến tranh đang gần kề ở biên giới giữa Nga và Ukraine khiến châu Âu dường như sống trong lo lắng và căng thẳng. Dưới góc nhìn từ Ba Lan, nhà văn Trần Quốc Quân có bài bình luận về trạng thái này đã được đăng tải với tựa đề Từ Ba Lan nhìn sang Ukraine, nghĩ về Nga và những người Việt sùng bái Putin. Mấy ngày nay, lo Nga tấn công Ukraine, cơ quan NATO và Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev đã chuyển trụ sở về và nhân viên về thành phố Lviv làm việc. Thành phố Lviv, miền Tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan. Ba Lan và Ukraine là hai quốc gia vừa là láng giềng với chiều dài biên giới chung 530 km.
vừa có huyết thống của người Slovak cổ, vừa có lịch sử gắn bó lâu đời. Đây là hình ảnh bản đồ của Nga có thể tấn công Ukraine theo 7 hướng do Bộ Quốc phòng Anh đăng tải. Dân số hai nước tương đương với nhau, Ba Lan 37 triệu người, Ukraine 41 triệu người. Nhưng lãnh thổ của Ba Lan chỉ bằng một nửa của Ukraine. Ba Lan là 312.000 km², Ukraine là 604.000 km². Về mặt chính trị, Ba Lan hiện là quốc gia tiền đồn phía đông của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, giáp với Belarus, đồng minh của Nga. Gần như chắc chắn Ba Lan sẽ trở thành hậu phương phương Tây quan trọng nhất của Ukraine nếu chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Ba Lan hiện là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Tuy Ukraine chưa phải là thành viên của hai tổ chức quốc tế này, nhưng Ba Lan và Ukraine vẫn có mối quan hệ tương hỗ khá mật thiết về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Những năm gần đây có khoảng 1,5 triệu người Ukraine sống và làm việc tại Ba Lan. Theo đánh giá của Thủ tướng Ba Lan, lao động người Ukraine hàng năm đóng góp khoảng 0,5% tăng trưởng GDP của Ba Lan. Đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng nên đất nước Ba Lan cũng rất cần nguồn lao động, trí thức, tay nghề cao, lại gần gũi về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo từ Ukraine. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, chính phủ Ba Lan tuyên bố sẵn sàng mở cửa để đón nhận hàng triệu người tị nạn từ Ukraine nếu chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng phát. Gần đây, nhân chuyến thăm Kiev của bà Liz Truss, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, ba nước Anh, Ba Lan và Ukraine đã ký kết một liên minh an ninh ba bên nhằm ngăn chặn sự hung hãn của Liên bang Nga. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Văn bản đã có được Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh công bố trên mạng hôm 17 tháng 2 năm 2022 khi bà Truss đang có mặt ở Kiev và sắp sang Warsaw để thảo luận tiếp về an ninh vùng và gọi đây là nghị định thư về hợp tác ba bên. Sắp tới, liên minh này có thể có thêm ba nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ, bây giờ đang là thành viên của khối quân sự NATO. Trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, thì các nước thành viên NATO sẽ không động binh trực tiếp vì điều này dễ dẫn đến chiến tranh với Nga, như Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ sự lo ngại. Thay vào đó, NATO sẽ cung cấp ồ ạt vũ khí cho Ukraine, mà chắc chắn là qua biên giới Ba Lan và Ukraine sẽ là cửa ngõ chính để NATO đưa vũ khí vào chiến trường Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga về Ukraine, vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã chấp thuận bán 250 xe tấn công Abram trong gói hợp đồng trị giá 6 tỷ đô la cho Ba Lan để giúp Ba Lan đối phó với những mối đe dọa hiện nay và trong tương lai ở châu Âu. Đây là một trong những hợp đồng vũ khí quan trọng nhất trong lịch sử của Ba Lan, là một thời kỳ mới rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và là sự tăng cường rất quan trọng khả năng phòng thủ của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marus đã tuyên bố như vậy với báo chí. Giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang, Mỹ quyết định đưa thêm quân và vũ khí đến Ba Lan để trấn an đồng minh tuyến đầu NATO này. Một quan chức cấp phòng cấp cao của Mỹ vào ngày 11 tháng 2 cũng cho biết thêm 3.000 binh sĩ thuộc sư đoàn dù số 82, lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ những ngày tới sẽ rời căn cứ để đến Ba Lan. Binh sĩ Ukraine bên cạnh hàng loạt chiếc xe bọc thép vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chiến tranh, và rồi thì sao nữa? Mặc dù tình hình biên giới giữa Nga và Ukraine gần một tháng nay nóng lên từng ngày, nhưng cuộc chiến tranh tổng lực dự kiến giữa hai nước láng giềng của Ba Lan hầu như chỉ diễn ra trong đầu các nhà lãnh đạo và trên các diễn đàn chính trị của quốc gia Ba Lan mà như chưa hề có trong cuộc sống thường ngày. Ở thủ đô Warsaw, siêu thị vẫn tấp nập người, tham gia giao thông công cộng vẫn hối hả. Quán xá, nhà hàng vẫn đông vui và rất ít ai hỏi nhau về tình hình đang căng thẳng phía bên kia biên giới. Nga và Ukraine đang bên bờ vực chiến tranh, nhưng lúc này việc đó không phải là mối bận tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đối với họ, tỷ lệ lạm phát do Cục Thống kê Ba Lan công bố tăng cao, cũng như giá điện nước và giá thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn và cuộc sống hàng ngày của họ, đáng lo lắng hơn rất nhiều. Đang sống trong tầm ngắm của tên lửa và bom đạn, trong mối đe dọa quân đội Nga tràn qua đánh chiếm bất cứ lúc nào,
nhưng những người bạn tôi ở thủ đô Kiev của Ukraine hay thành phố Kharkiv biên giới với Nga không hề tỏ ra hoảng loạn. Thậm chí nhiều người còn thờ ơ, bởi hầu hết trong số họ đều không tin rằng chiến tranh sẽ xảy ra. Khi tôi hỏi có ý định sơ tán lánh nạn ở đâu hay không, các bạn ở Ukraine đều trả lời không. Và cuồng Putin, bạn là ai là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Lạ là chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa xảy ra trên chiến trường, nhưng lại đang diễn ra khá ác liệt trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam. Nhóm ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam mà nòng cốt là bộ phận cựu du học sinh Liên Xô cùng một số dư luận viên cuồng tín ở Việt Nam thì múa bàn phím hô hào quân đội Nga tiến chiếm Ukraine, một nước Cộng hòa hơn 30 năm trước còn là anh em trong đại gia đình Liên bang Xô Viết. Một số kẻ còn hung hãn đòi làm cỏ thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy các đơn vị thiết giáp của Nga diễn tập gần khu huấn luyện Pokonos gần Voronezh vào ngày 26 tháng 11. Các bài viết về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine của truyền thông được gọi là chính thống ở Việt Nam những ngày qua đa phần ủng hộ Nga và Putin. Có nhiều nguyên nhân, hoặc là bởi chính sách của tuyên giáo quy định như thế, không thể viết khác. Hoặc đó là chính là tư duy, nhận thức của người viết thế, không thể viết khác. Rất lạ là Việt Nam có nhiều người không du học Nga mà du học ở một trong 14 nước Cộng hòa, còn lại thuộc Liên Xô cũng tham gia trong nhóm ủng hộ Nga và Putin. Cũng rất lạ là Việt Nam có một số người du học Ukraine chứ không phải du học của Nga cũng tham gia trong nhóm ủng hộ Nga và Putin. Rất lạ là ở Việt Nam có nhiều người chưa từng đặt chân tới Nga cũng như Liên Xô, họ có thể không yêu Nga, cũng chẳng ghét Ukraine, chỉ vì họ yêu chế độ Cộng sản Việt Nam, ghét Mỹ, ghét phương Tây mà tham gia nhóm ủng hộ Nga và Putin. Trong số những người ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam, đa phần không phân biệt được nước Nga và Putin là hai chủ thể khác nhau. Nước Nga của nhân dân Nga, nước Nga không phải là của riêng Putin. Tôi yêu đất nước Nga, dân tộc Nga, con người Nga và văn hóa Nga. Con rể tôi cũng là người Nga gốc Petersburg, nhưng tôi ghét độc tài tham quyền cố vị Putin. Putin không vì lợi ích dân tộc Nga và đất nước Nga, Putin chỉ vì lợi ích bản thân. Quyền lực của Putin và chủ quyền quốc gia của Ukraine ra sao? Tổng thống Nga Putin đang đẩy quan hệ giữa Nga và Ukraine đến bên bờ miệng hố chiến tranh với lý do buộc Mỹ, phương Tây và NATO phải đảm bảo an ninh cho nước Nga với những cam kết như NATO không được kết nạp Ukraine làm thành viên khối quân sự này, NATO không được tăng cường trang bị vũ khí và đặt tên lửa hạt nhân tại các nước Trung và Đông Âu. Thậm chí Putin còn đòi NATO phải trở lại nguyên trạng trước 1997, tức là NATO phải rút hết quân số và vũ khí khỏi các nước Đông Âu được kết nạp vào tổ chức này sau năm 1997 như Ba Lan, Czech, Slovakia, Romania, Bulgaria và ba nước Cộng hòa vùng Baltic. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin. Để bảo vệ quyền lợi và quyền tự quyết của các quốc gia, Mỹ và các nước phương Tây cương quyết bác bỏ các đòi hỏi hết sức trịnh thượng và cực kỳ phi lý của Putin. Thực trạng hiện nay, các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay từ ba nước Cộng hòa Baltic, Ba Lan hay tàu ngầm hạt nhân trên biển Bắc đến Moscow chẳng lâu hơn bay từ Ukraine. Bài toán của Putin không muốn Ukraine tham gia khối quân sự NATO thực chất là nếu Ukraine tham gia NATO thì Ukraine thực thi chủ quyền với bán đảo Crimea mà Nga đã cưỡng chế trái phép. Và với hai nước Cộng hòa tự xưng là Donbass thuộc chủ quyền của Ukraine thì Nga không có cửa can thiệp. Vì quy chế của NATO là nước nào xâm phạm chủ quyền của một nước thành viên của NATO thì NATO có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ. Cũng theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine là hai quốc gia có quyền tự quyết như nhau và hoàn toàn bình đẳng trước luật và thông lệ quốc tế. Nga không thể lấy quyền nước lớn để buộc Ukraine cũng như Mỹ và các nước phương Tây không được làm thế này mà phải làm thế kia theo sự áp đặt của Nga. Thật dễ dàng nhận thấy rằng Putin không muốn thả Ukraine vào thế giới dân chủ phương Tây và muốn kìm giữ Ukraine trong vòng cương tỏa của nước Nga, tuy đang rất rệu rã. Phải chăng tham vọng khôi phục đế chế Nga với sự thống trị của đại đế Sa Hoàng Nga đang là giấc mơ cháy bỏng và hoang tưởng của nhà độc tài Putin?